Rồi, xin chào cả nhà, bác sĩ lại chia sẻ với các bạn một trường hợp cắt mí cho bạn gái cũng còn khá là trẻ. Chúng ta cùng xem cái tình trạng mí trước của bạn đấy. Mí nguyên bản của bạn ấy có lớp mí rồi, tuy nhiên thì cái độ mở trong mắt hai bên thì nó cũng không đều nhau. Ví dụ như cái mắt bên trái này thì cái độ mở mắt nó tươi tắn hơn, mắt bên phải thì nó hơi sụp nhiều hơn và chúng ta cảm giác như là bên phải này nó hơi nhỏ hơn. Mí mắt của bạn thì có cái đặc điểm là gì? Cái lớp da ở góc mắt trong nó bắt chéo khá là nhiều, thì bạn ấy mong muốn là một cái mí bớt cái da dư đi, cái mí nhỏ tự nhiên thôi và nhìn cái mắt nó tươi tắn hơn, cũng như chỉnh một chút ra cái phần góc mắt trong này. Thì bác sĩ đã cắt mí, điều chỉnh cái nếp mí hai bên cũng như xử lý một phần cái da, nếp da mắt chéo. Thì kết quả sau một tiếng đồng hồ thực hiện chúng ta cùng xem nhé. Em gái nhìn vào đây, bác sĩ xem này, chúng ta cùng để bác sĩ để cận cảnh này, em nhìn vào đây. Đó, từ cái ánh mắt trước của bạn đấy các bạn thấy đó là đó, hai bên các bạn thấy là một cái size mí rất là vừa phải thôi, vừa làm xong. Thì với cái kỹ thuật can thiệp nhẹ nhàng thì của bạn ấy cũng sưng nề không nhiều, thì chúng ta thấy cái sự vui tươi ở trong ánh mắt của bạn đấy. Đó, tươi lắm em ạ nhé. Rồi, ok. Chúng ta cùng xem, em hãy quay lướt vào. Đó, quay sang bên kia rồi, nhìn đây. Của bạn thì còn khá trẻ, tuy nhiên chúng ta vẫn phải cắt mí phun, đường mí phun lại bớt cái da dư đi thì mới xử lý được. Và cái phần góc mắt trong thì bác sĩ có can thiệp, tuy nhiên thì can thiệp ở cái mức độ tối thiểu thôi. Vì nếu can thiệp mở góc mắt, sửa cái góc mắt điển hình thì cái sẹo nó khá nhiều thì bạn cũng hơi ngại. Tuy nhiên thì vẫn lưu ý với các bạn đó là ít nhiều thì cái phần sẹo và góc mắt trong này nó cũng sẽ hơi lâu hơn đường cắt. Chúng ta cùng nhìn lại. Em muốn cắt mí lâu chưa? Em muốn mới thôi ạ. Mới thôi, rồi. Lý do chính em chọn bác sĩ Hùng Thanh là gì nhỉ? Bởi vì bác sĩ Hùng Thanh cắt mí rất tự nhiên ạ. Bác sĩ cũng rất là vui, bởi vì ngày 1-2 năm trở lại đây cũng rất nhiều các bạn trẻ khi đi cắt mí cũng đã mong muốn là có một cái size mí tự nhiên. Nếu như trước đây thì các bạn thường là đòi mí to, mí sâu, nhưng bác sĩ nói với em rồi đấy, cái mắt của em, cái trần, cái khuôn mí nó nhỏ, mình mà cắt to quá nó không được. Và những bạn cắt mí to không bao giờ có được cái ánh mắt vui tươi như của em này đâu. Tức là khi mình mở mắt ra cái thần thái của mắt, cái thần thái của mắt nó vui tươi, nó tươi tắn khi mà giao tiếp với người đối diện ấy. Em nhìn thấy những người đôi mắt đẹp, người ta mở mắt ra nó cái phần mí, những người mí to là bao giờ cũng nó hãm ở trên. Đó, quá trình thực hiện có đau nhiều không? Không đau ạ. Rồi, với kỹ thuật tiêm tê can thiệp tối thiểu, tiêm tê, kỹ thuật tiêm thuốc tê ít xâm lấn, sử dụng kim ít xâm lấn của bác sĩ thì hạn chế tối đa cái việc sưng nề bầm tím cũng như là hạn chế đau cho khách hàng. Chúng ta cùng xem cái sự thay đổi rất là tuyệt vời, sau này nó sẽ ngót tự nhiên hơn. Cảm ơn em gái đã tin tưởng bác sĩ nhé. Chúc em gái luôn xinh tươi, nhanh bình phục và sẽ luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ. Xin chào và hẹn gặp lại.